Chào anh chị, hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu anh chị ba dòng máy pin của thương hiệu Hukan nha. Con này thì hoàn toàn mới luôn, thiết kế nâng cấp nhiều hơn này. Thiết kế về mẫu mã thì anh chị nhìn rất là đẹp nha. Pin thì mặt rất là to. Thì đối với ba dòng pin này thì Bảo sẽ có video cho từng em một nha. Hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu chung tập thể luôn cho nó vui nha. Ba em máy mài Hukan, thứ hai là Hukan X3 Pro là bù lông nha. Rồi con cuối cùng là Hukan X5 Pro. Rồi Bảo sẽ báo giá luôn để anh chị đợi lâu nha. Sản phẩm máy mài anh chị mua thì với mức giá là 1.750.000, nhưng mà tối ngày hôm nay Bảo giới thiệu chương trình nên là Bảo sẽ làm cho một máy là ba người đầu tiên là sẽ có quà nha. Ba người thôi, không có nhiều. Anh chị mua con máy mài này với mức giá 1.750.000 bao ship thì Bảo sẽ giới thiệu phụ tùng bên sau nha. Giờ tặng quà trước cho nó máu chiến nha. Rồi, thứ nhất anh chị mua thì Bảo sẽ tặng cho lưỡi cắt gạch Kendo nha. Lưỡi này thì mua 7-80.000. Đó, sướng dữ luôn. 5 lưỡi cắt sắt con cá nha. Và một lưỡi mài. Đó, quà tặng hơn 100.000 nha. 1.750.000 bao ship là có nhiêu đó. Rồi thứ hai, Hukan X3 Pro thì với mức giá Bảo để cho anh chị là 1.250.000. Bù lông thì mình tặng một đầu chuyển từ bù lông sang bắn vít với là khoang tường nhá. Rồi với thêm là hai mũi đa năng. Đa năng giờ đợt này Bảo tặng là mũi dài nhá. Mũi dài nó sẽ mắc tiền hơn, nhưng mà mũi tốt luôn. So với cái mũi ngắn Bảo tặng anh chị á thì đợt này dài hơn nhá. Tặng một thứ là một mũi nhá. Đó, hai mũi, một mũi là 40.000 á, tặng hai mũi luôn. Rồi tiếp theo thì dòng sản phẩm tiếp theo là máy khoan ba chức năng thương hiệu Hukan X5 Pro thì mình cũng có quà luôn nha. Đó, anh chị lưu ý là mũi này là mũi đa năng 4 cạnh nha, xài sướng dữ lắm. Mũi dài nha, không phải mũi ngắn. Mũi ngắn thì rẻ hơn. Rồi con này là cũng một thứ một mũi nha, không có nguyên hộp được nha. Một mũi là 40.000 rồi. Anh này thì tặng thêm một đầu vít Kendo loại xịn nè, với là một đầu bắn tôn xịn luôn của Iru luôn nha. Rồi quà tặng hôm nay thì một sản phẩm thì sẽ được ba vị khách đầu tiên nha, nên là ba sản phẩm được 9 vị khách. Anh chị cô chú nào mua, rồi máy khoan là 1.450.000 bao ship, tặng nhiêu đây quà nha. Mũi vít, mũi khoan một mũi nè, 6 một mũi, 8 một mũi, rồi bắn tôn một mũi, ba ke xịn một mũi luôn nha. Tất cả cái này đều là hàng xịn hết, cho anh chị về xài cho nó thoải mái nha. Rồi bây giờ thì Bảo sẽ vào bên trong chi tiết từng con máy cho anh chị xem phụ tùng này nó có những gì nha. Rồi Bảo sẽ giới thiệu sản phẩm máy khoan X5 Pro trước nha. Nguyên thùng phụ kiện thì một thùng rất là chắc chắn. Hàng này đợt này là pin là rất là to luôn, mạch bên trong to này. Đó, nên là anh chị rất là thích luôn. Đây là mẫu sản phẩm máy pin Hukan nha, X5 Pro, pin rất là dài dặn chắc chắn nha. Pin Hukan này thì X5 Pro 21V li-ion 4 Ah nha, xài thì liên tục thì cũng rất là lâu nha anh chị. Về thông số kỹ thuật pin, máy này thì báo đèn phía trước này. Đó, công tắc điều chỉnh nhanh chậm nha. Ba chức năng. Chức năng búa là anh chị khoan tường, chức năng thứ hai là chức năng khoan gỗ này, khoan sắt, chức năng cuối cùng là bắn vít. Đầu thì đầu auto lock nha, đầu auto lock. Trời, siết rất là cứng nha. Đó. Rồi anh chị chuyển cấp trượt thì ở đây. Rồi bên trên thì nó sẽ có chức năng nhanh chậm cho anh chị nhìn. Nhưng mà đợt này về thiết kế này, brushless sau, phần này là phần đơn độc lập nên là thiết kế motor nó ngắn hơn, nhưng mà cho chúng ta lực to nha. Cánh gió này bên trong nó lòi ra tới ngoài luôn, motor lớn cực kỳ luôn á, đợt này lớn này. Rồi thông số kỹ thuật máy thì bao nhiêu đây. Motor là đầu 13mm, đầu sắt nha, 21V. Vòng tua máy là cấp thứ nhất là lên đến là 720 vòng, cấp thứ hai là 1980 vòng trên 1 phút. Pin thì người ta ghi rất rõ luôn, 10 cell pin là nó chấm 10 chấm, rất là hay. Rồi motor thì thiết kế là thon gọn cực kỳ luôn, lực xiết lên đến là 60 Newton trên mét là rất là mạnh nha. Rồi với mức giá là 1.450.000, hai pin một sạc nha, hai pin một sạc bên trong thùng luôn. Rồi sạc thì rất là xịn luôn anh chị à, Hukan này sạc to dữ không? Nhìn hầm hố vô cùng luôn, sạc quá đã luôn. Nói chung là đợt này về thương hiệu Hukan là
đang có tên tuổi nên là người ta nâng cấp lên, hộp rất là cứng nha, bảo để qua một bên. Rồi tiếp theo là Bù Lâm X3 Pro nha, toàn là X3, X5, X2, tùm lum X hết cả. Rồi X3 Pro thì cũng như vậy, phụ tùng là bên trong là hai pin lớn này, pin 10 cell. Pin này cầm pin rất lâu nha, nghe bảo là công ty bảo là cầm pin lâu hơn so với sản phẩm cũ lên đến là 20% nha, cầm pin lâu hơn. Rồi sạc cũng rất là xịn, đặc biệt là sản phẩm X3 và X5 Pro là hai mẫu máy xài chung một hệ pin nha, có sạc adapter được luôn, sạc đế luôn, sạc đế nâng cấp, sạc quá đà luôn, nhìn không là cũng thấy sướng anh chị ạ. Rồi đối với X3 Pro Bù Lâm thì lực xiếc là lên đến là 330 newton, nhưng mà đợt này về nâng cấp thì bảo chú ý nhất là bên phía báo đèn với là chỉnh tốc nha, rất là xịn luôn, nhìn rất là hiện đại luôn, có mặt kính này anh chị nhìn thấy không, thấy đèn bên trong luôn nha. Rồi chỉnh tốc này, nhanh chậm có đủ, ngắt quãng có luôn nha. Rồi thiết kế hoàn toàn giống nhau, motor rút ngắn, độc lập đơn giản, dễ thay thế nha, cần thay Sato Roto rút bên này lôi ra thay nha. Phần đầu thì rất là đẹp này, thương hiệu là thương hiệu của Mỹ nha, nhưng mà hàng Mỹ thì anh chị biết rồi, hàng Mỹ là thằng nào thằng nấy to, bán khỏe dữ lắm, nên là anh chị yên tâm, pin 10 cell xài bền. Rồi bên dưới máy thì con nào cũng đúc nổi chữ Brublade là không chổi than nha, thiết kế đẹp, có đèn soi sáng, mặt nạ đồng hồ, mặt báo đèn quá đẹp luôn, nhìn lui nhìn tới là chú ý nhắc điểm này nha. Rồi phía trước này có lỗ để anh chị bắn vít nha, bên trong này nó có đầu đen là anh chị đúc vít vào nó sẽ gài lại cho mình nha. Rồi thiết kế đầu quá đẹp luôn, hàng Mỹ bắn mạnh dữ lắm, bảo sẽ có video làm riêng nha. Rồi xung quanh thì có ốp su, công tắc thì chắc chắn là phải có điều tốc rồi, ngắt quãng các thứ đầy đủ nha, có đèn báo pin luôn cho anh chị dễ xài. Bảo giới thiệu nha, với mức giá là Hukan X3 là 1.250.000, tặng quà như đầu video bảo giới thiệu rồi, ai cũng có quà, nhưng mà phải là ba người nhanh nhất cho một sản phẩm nha. Tiếp theo là sản phẩm máy mài thương hiệu Hukan nha. Rồi chữ Haduti, bỏ phía dưới nó hơi dơ nhưng mà bao bọc kỹ lắm. Đó, thông số ghi rõ ràng luôn, xuất xứ đi 6-7 nước luôn, Paris tăng Asnoid tùm lum hết à. Rồi mình rạch ra luôn nha, hàng nguyên nguyên siêu, nguyên tem luôn, rạch đứt ra luôn, cắt ra luôn đi cho nó nhanh. Bịch rất là cứng luôn á, rạch cực kỳ là tỉ mỉ luôn, bảo rạch muốn mệt luôn á. Đó, công ty bọc rất là kỹ luôn. Rồi đầu tiên anh chị nhìn thùng á, thì máy mài nó sẽ có tem dập nổi Hukan nha, chống hàng giả này, thương hiệu Hukan. Rồi bên trong thì có đầy đủ luôn, tay cầm cũng là thương hiệu Hukan luôn, tay cầm màu vàng nhá, màu vàng thì nhìn rất là nổi anh chị ạ. Rồi đặc biệt á, anh chị mua sản phẩm máy mài pin Hukan này là có chữ Haduti, là anh chị xài công nghiệp nhá, xài cho thợ chuyên nghiệp được. Pin anh này thì pin 10 cell, xài chung với là Hukan X2 Pro hoặc là bắn vít X2 Pro luôn nha. Đó, mình có thể là tham khảo những dòng pin. Sạc thì quá là xịn luôn, ghi thông số kỹ thuật này, sạc đế nha, sạc bóng, pin lớn nha. Pin thì bảo sẽ có video cho anh chị riêng từng mẫu sản phẩm, cho anh chị đánh giá về khả năng này, hiệu năng hoạt động của máy nha. Rồi máy mài thì thiết kế hai pin, hộp thì rất là chắc chắn, có gắt te bên trong đầy đủ luôn nha, có khóa mở luôn. Máy thì anh chị nhìn rất là đẹp nha, bảo hoạt động máy đi, có con đây hoạt động luôn. Ba cấp số nha, ba cấp số này là rất là dễ xài luôn. Rồi có báo pin đầy đủ luôn, có báo pin phía trước mặt cho anh chị nha. Rồi thiết kế thì máy này dập nổi thương hiệu Hukan đây. Công tắc thì có xu chống va đập với là chống trơn trượt, hiệu quả cao trong công việc mình làm nha. Các công trình này, cốt pha mà dư này, tôn trên trần nhà kẹt là mình đem ra cắt, rất là thoải mái luôn. Phía trước đầu làm khá là sắc nét nha. Rồi khá là đẹp luôn, màu vàng thì ai cũng thích. Bán dòng này cũng khá là chạy nha, đang nổi lên trong thị trường.
Với mức giá ăn này thì 1.750.000, 3 người đầu tiên, 3 vị khách đầu tiên thì sẽ được một lưỡi cắt đa năng nha, lưỡi cắt đa năng Kendo nha, một lưỡi mài và 5 lưỡi cắt con cá cắt sắc nha, xài rất là sướng. Ngoài ra thì anh chị có thể là mua thêm lưỡi cắt hợp kim về cắt sắc thoải mái luôn. Rồi, bảo chị review giới thiệu 3 dòng sản phẩm mới về nha. Anh chị nào mà có nhu cầu xài đầu năm thì mình liên hệ cho cửa hàng Bảo nha. 3 mẫu sản phẩm giá cũng hữu nghị nha, giá không hề mắc nhưng mà chất lượng thì cũng khá là tốt đấy. Thì anh chị nào có quan tâm thì liên hệ cửa hàng Bảo nha. Rồi bây giờ thì Bảo xin chào tạm biệt anh chị.